mời cộng đoàn lắng nghe bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha chia sẻ em ấy quỷ không thể làm gì nếu có sự cầu nguyện. Vatican New 11 tháng 4 năm 2023 trong một cuộc phỏng vấn được ghi lại trong cuốn sách Thừa tác viên trừ quỷ chống sa tăng của nhà báo Fabio Machis Ragona đức thánh cha tái khẳng định rằng ma quỷ luôn tìm cách tấn công mọi người và gieo mối bất hòa và trong giáo hội cũng vậy ma quỷ tìm cách làm cho mọi người chống lại nhau nhưng ma quỷ không thể làm gì nếu có cầu nguyện đức thánh cha nhận định tôi có thể làm cho ma quỷ khó chịu khi cố gắng theo chúa và thực thi tin mừng nhưng tôi cũng có thể làm cho ma quỷ vui khi phạm tội Ma quỷ tìm sự thất bại của con người nhưng nó không có hy vọng nếu chúng ta có sự cầu nguyện. Đức Thánh Cha cho biết khi còn là Tổng Giám Mục của Buenos Aires, Ngài đã gặp một số người bị quỷ ám nhưng Ngài không trừ quỷ mà gửi đến hai linh mục là những chuyên gia giỏi trong lĩnh vực này. Cũng vậy trong sứ vụ giáo hoàng Ngài chưa bao giờ trực tiếp trừ quỷ. Về nhận xét cho rằng Đức Biển Đức 16 đã bị ma quỷ tấn công rất nhiều trong chiều giáo hoàng nhưng ngài đã chống trả rất quyết liệt và thánh phao Lô vi thì nói rằng Satan tăng len lỏi vào đền thờ chúa qua một vết nứt nào đó vậy có phải ma quỷ cũng hành động trong vatican đức thánh cha trả lời ma quỷ tấn công tất cả mọi người không phân biệt và trên hết cố gắng tấn công những người có nhiều trách nhiệm hơn trong giáo hội hoặc trong xã hội ngay cả chúa giê xu cũng bị ma quỷ cám dỗ thánh Phêrô đã bị Chúa Giêsu khiển trách hỡi sa tăng hãy tránh sa ta. Do đó, ngay cả giáo hoàng cũng bị kẻ ác tấn công. Ngài nói tiếp, chúng ta là con người và hắn luôn tìm cách tấn công chúng ta. Thật là đau đớn, nhưng trước cầu nguyện hắn không có hy vọng. Và đúng như thánh Phaolô vi đã nói, Ma quỷ cũng có thể vào đền thờ Thiên Chúa để gieo rắc bất hòa và chống đối chia rẽ và tấn công luôn là công việc của ma quỷ. Hắn luôn tìm cách răng bẫy để làm hư hỏng trái tim và tâm trí con người. ơn cứu độ duy nhất là đi theo con đường đã được Chúa Kitô chỉ dẫn. Với câu hỏi chúng ta có cần phải sợ ma quỷ không? Đức Thánh Cha trả lời rằng có một số quỷ rất nguy hiểm và ngài gọi đó là loại ma quỷ tinh vi. Chính Chúa Giêsu cũng đã nói về loại này trong tin mừng khi thần ô uế xuất ra khỏi một người thì nó đi dảo qua những nơi khô cháy tìm trốn nghỉ ngơi mà tìm không ra. Rồi nó trở về nhà, nơi đã bỏ đi và nó thấy nhà để trống lại được quét tước trang hoàng hẳn hoi. Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác giữ hơn nó và chúng vào ở đó một cách tinh vi chúng bấm chuông. Chúng chiếm hữu ngôi nhà Đức Thánh Cha kết luận linh hồn không xét mình, không nhận ra ma quỷ hoặc do lạnh nhạt tinh thần để ma quỷ bước vào. Đây là điều khủng khiếp, bởi vì chúng sẽ giết bạn. Đó là sự chiếm hữu tồi tệ hơn cả. Không có lối thoát, ma quỷ hành động trực tiếp như hủy diệt qua chiến tranh, bất công hoặc một cách có giáo dục, ngoại giao như Chúa giê -xu đã thuật lại. Cần phải phân định, cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn xin chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta